Dạ em xin phép kính chào chị ạ. Thưa anh chị, hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2022. Em tên là Định ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thưa anh chị, hôm nay anh em họ đi rừng về được một số phần các loại địa lan hạt đỉnh hồng của anh chị. Thì hôm nay thì chỉ có một loại thôi anh chị. Anh em họ đi rừng nói chung cũng không được may mắn lắm đó chị. Thì chỉ có một loại thì được bao nhiêu tụi em bán bao nhiêu ạ, thì cũng rất là mong con chị quan tâm ủng hộ. Em cảm ơn trước ạ. Thì hôm nay các cái phần hạt đỉnh hồng thì tụi em bán một phần tầm cỡ 8 giờ con chị, thì tụi em bán 100.000, 100.000 tụi em bao ship luôn đó con chị cho tiện. Thì con chị mua nếu mà đặt hai phần thì với giá 180.000 của chị, 180.000 tụi em bao ship luôn. Nếu mà đặt ba phần thì 250.000 tụi em bao ship. Thì một phần thì nó tầm như thế này con chị. Này. 3 là 4 5 6 7 tầm 7 8 giờ thế này. Nói chung là một phần con chị trồng cũng một chậu cũng tương đối con chị, cũng khá là nhiều ạ. À. À, địa lan hạt đỉnh hồng. Thì cái dòng này thưa anh chị, anh em hạ khai thác về thì tụi em cũng lọc bớt những thân già không cần thiết đâu anh chị. Ví dụ thường thường cái hàng rừng con chị một thân tơ đây, ví dụ như một thân tơ đây, đây là thân tơ này, và cũng khá là nhiều các cái thân thân già con chị. Thì tụi em cũng lọc bớt những thân già này rồi, thành ra nó dùng rất là lợi con chị. Một phần 8 giờ rồi con chị. Thì cái địa lan hạt đỉnh hồng này thì cái đặc điểm nó là nó nở vào mùa xuân con chị. Và nó mới nở bắt đầu từ các cái mắt này. Thì hiện tại thì nó mùa này thì nó chưa nhú nhú, cái loại này thì chưa nhú nhú hoa con chị. Tuy nhiên thì con chị xác định trồng để làm giống là sang năm con chị ngắm hoa thôi. Mùa này thì anh em mà khai thác cắt bớt cái phần lá ra này con chị. Thì cái dòng này thì bộ lá nó cũng khá là đẹp con chị. Con chị cái dòng địa lan này có thể có thể trồng cái giá thở nó tương đối nó đơn giản thôi. Con chị như nhà em mà thì hay trồng thành mùng cưa mục con chị, và tụi em trộn với trấu và trấu đốt trấu hung đó, để cho nó thoáng giá thở đó. Và tụi em trồng cái thực ra nó cũng rất là tốt con chị. Thì con chị cũng có thể là trồng những cái loại giá thở khác, như là ví dụ như đất đất mà đất sạch con chị cũng có trộn với một số cái loại giá thở nó thoáng thì nó được con chị. Thì trồng thì con chị trồng lưu ý thì vùi cái gốc nó vừa phải thôi chị. Con gì chủ yếu là cố định cái thân và vùi lắp tầm cỡ cái tới cái phần 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 rễ đấy thôi con chị. Nếu mà lắp sâu quá thì cái mầm con nó lên nó sợ bị thối con chị. Thì tụi em hôm nay có 12 phần con chị. Tụi em bán với giá 100.000 tụi em bao ship thôi. Có nghĩa là con gì nếu mà đặt một phần này 100.000 thì tới nay con chị chỉ một trả 100.000 thôi, cả cả với ship luôn. Hai phần thì với giá là 108.000, ba phần thì 250.000 của chị. Đây. Đây một phần như thế này con chị. Khá là nhiều ạ. Đây. Nhưng mà phần nào tụi em cũng chia nó tương tự như nhau thôi con chị, tầm cỡ 8 8 về. Một về con chị mua một phần về trong một chậu nó cũng lớn con chị. Tầm cỡ 8 giờ các phần nông tương đối nó đều đều nhau hết con chị. Thì cô chị liên hệ được hàng thì có thể gọi trực tiếp đến nhà bà đêm đến đầu số là 0973 821 799. Con chị cũng có thể là nhắn tin hoặc là gọi qua Zalo cũng được con chị. Thì tụi em cũng chân thành cảm ơn cô chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin kính chúc cô chị có một buổi tối thật nhiều niềm vui ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.